Hai xin mến chào cô chú anh chị đến với kênh là Đam mê cây cảnh TNCT. Và hôm nay là ngày 31 tháng 8. Thì hôm nay con xin lên cái clip này để giới thiệu và giao lưu cùng cô chú anh chị mình. Đó là một cái lô linh sam không gai. Đó, thì đây là những cây linh sam không gai mà bên vườn con hiện tại đang bán và giao lưu ha. Thì cô chú anh chị mình xem tham khảo, nếu như thấy ok thì liên hệ con nha. Đây là những cây này là con trồng thuần chậu từ nhỏ cho đến lớn, cho nên rễ của nó là gói gọn trong cái chậu không mà nha cô chú anh chị. Như cây này thì dáng dốc cũng rất là ok ha. Con lên theo cặp nha. Cây đầu tiên, đây là cây thứ hai. Rễ bọng đồ rất đẹp nha cô chú anh chị. Đây nè. Rễ bọng đồ nó gói gọn, nó quấn cục ở trong cái chậu này ha. Cây này thì cái thân chi cành cũng rất là đẹp nha. Đây là cặp linh sam không gai đầu tiên. Trong clip thì con giao lưu với giá là 169.000. Giá 169 chưa bao gồm phí vận chuyển nha cô chú anh chị. Tiếp theo là một cặp linh sam song hình. Thì cặp linh sam song hình này con đang giao lưu với giá là 139.000. Giá chưa bao gồm phí vận chuyển. Cặp nó như thế này là nha cô chú anh chị, đang phát triển rất là ok. Đó, 139.000 cho hai cây linh sam song hình phôi. Gốc khá to ha. Đó, về của chú anh chị mình lên chậu, vô chậu rồi giờ uống chi cành đồ. Rồi tiếp theo là cặp linh sam đa ưu điểm. Linh sam đa ưu điểm thì hoa của nó như thế này, hoa tím đậm rất là đẹp ha. Rất là ok luôn. Thì đây là cặp linh sam đa ưu điểm mà bên vườn con hiện tại đang bán và giao lưu. Thì thân gốc cũng khá to ha. Kiếm lửa quá. Đây. Nói chung là cặp này cô chú anh chị mình mua về chơi mini ha. Rễ bọng đồ nè cô chú anh chị. Đó, cây linh sam đa ưu điểm này, một cặp này hiện tại con đang bán và giao lưu với giá là 119.000. Giá chưa bao gồm phí vận chuyển. Rồi con xin lỗi, 129.000. 129.000 ha, giá chưa bao gồm phí vận chuyển. Thì cũng mong được tất cả cô chú anh chị gần xa ủng hộ nha. Rồi con xin kết thúc và tạm dừng video tại đây ạ.